Chào các bạn thân mến, không phải là bây giờ mới vậy, mà cách đây gần 400 năm khi tấc đất là tấc vàng, thậm chí có gia đình không mảnh đất cắm ruồi giống như trong bộ phim Mùa Hoa Cải vậy. Thế mà cồn đất bằng phẳng, tiện canh, tiện cư, thoạt nhìn không có gì lạ thường, trông giống như bao thửa ruộng khác. Thế nhưng hàng trăm năm nay không được khai thác để canh tác. Đôi khi cái sự vĩ đại hay cao siêu huyền bí lại không thể hiện ở hình dáng bên ngoài, nhưng trong đó nó lại chứa đựng một nội lực thật mạnh mẽ. Cồn đất rộng khoảng 1.000 mét vuông, cao hơn mặt ruộng tầm 40 cm, tại làng Hà, xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An, nay vẫn bỏ hoang. Điều huyền bí là mọi sự quốc phá, đào bới, lấy đất, làm tổn hại đến mặt bằng cồn đất đều được báo bằng một hiện tượng như hỏa hoạn, tai nạn, xung đột tới một ngôi làng bên kia sông thuộc huyện khác, cách nơi này khoảng 10 km, và cứ thế họ lại kéo nhau đến san lấp hoàn thổ. Tuy vậy, trên đời này cũng lắm kẻ ngang ngược cho rằng ta đây quỷ tha ma trừ, hung hăng quốc phá, đào bới, vỡ hoang, nhưng tất cả những trường hợp đó đều phải trả giá đắt, trở thành bài học nhãn tiền cho những người khác. Và kể cũng lạ, từ hồi trẻ trâu tôi đã quan tâm những chuyện hiếu kỳ như thế. Có một ông nông dân, đời ông chủ yếu ăn ngủ ở ngoài đồng. Vào một đêm đó, trời tối đen như mực, tay ông cầm một cái đèn pin đỏ he he như con đom đóm. Khi đến cồn đất nói trên, ông nhìn thấy rất đông người như đang họp hay đang làm gì đó. Lúc đầu thì ngồi theo hàng lộ, một lúc sau thì đứng dậy lao sao, họ nói gì đó mà rì rầm ông không nghe được. Ông đang kể thì bỗng im lặng. Tôi nhìn theo ông và họ, ma à ông? Ông không nói gì, sợ quá. Một cái lạnh chạy theo xương sống làm cho tôi run lên, nổi hết da gà. Hình như ông biết tôi sợ, ông nói tiếp. Ông đã không có nơi để đóng ràng vịt. Chỗ này người ta đã ở trước rồi, mình không nên tranh chấp. Cồn đất này linh thiêng lắm đấy con ạ. Còn bây giờ, các bạn hãy nghe người dân ở gần cồn đất nói gì. Bây giờ em kể chuyện con ấy, gọi là con gì? Cồn Bà Nghè. Cồn ấy là con Bà Nghè à? Đến cuộc mặt đầu tiên là về phả đầu tiên là tung để là sáu thằng đập chắc đây là ra cái tu nó sáu đây là coi như sáng rồi bên giờ họ sáng họ sáng hết sau ai đào một cái vùng bên giờ tại nhà là họ lại sáng họ đẹp. Tập trung xe cỏ chứ họ sáng lên rất những chuyện đấy xảy ra ở cái làng ta đây thấy nhiều lần chưa cũng nhiều đấy anh. Tầm này nó ở bên đường hội đồng nó thỉnh thoảng họ cả sáng đấy là cả đêm nhiên nổi thế này mấy cái ấy không ai nhưng năm bảy người nhưng cả dân tây có đi đi sáng là thập hương chặn một bên sáng một sáng này nghe nó bên này chỉ cần cày cuốc như vậy là ở bên kia biết liền nhỉ chặn bên này bên thế nào lập chặt cái bên chạy nha ôi à dưới đó cực đó cái con quá bên là dưới ra tao đào đấy xem được biết đào không sao đập chắc rồi đi tu à? Đi tu sao ăn lết trời từ sau? Dư đi mất đất luôn hả? Liền em dám đất quốc nữa là biến rồi đập chắc hoặc là chạy nhà chạy đống rơm. Hay hay. Là sáng đấy họ đất liền. Thì ba bốn người sáng họ đất liền. Ngoài ngoài con đang nghe hả? Dạ, con đang nghe. Anh ở đây được lâu rồi? Bao nhiêu năm rồi? Ở đây là 20 năm rồi. 20 năm rồi à? Ở đây thì cái con đang nghe này nó người ta cũng truyền tay nhau và cái dư luận ở trong dân thì đấy là một cồn thiêng đúng không? Thiêng thiêng đấy. Thiêng á? Thiêng. Anh thấy thiêng à? Thiêng. anh chứng kiến cái gì mà thấy thiêng? Hồi thằng với thằng là cày rồng đó đó. Nhưng mà sao bị ung thư bầu chết đó? Đó là sao thằng đi tu đó? Hay ai đào thì chỉ là sáng họ lập liền. Thế anh là chứng kiến nhiều nhá. Thì có là thế dân nó kêu chắc là dùng vùng tu nẹp với chi sâu là coi dân ở sáng tức là đắp. Cái vùng mô mà nói chung là tổn thương sâu à? Sâu là dân bên miền ngoài là sáng họ đắp à, là. Có người mô mà cày mà không nhấc cày á chạy cày dưới ruộng mà đi qua không nhấc cày thì cũng có thể là họ à, biết hả đây vừa rồi là chuyện là thằng Tỳ Niêm nhờ cầu cái hòn đá ra đấy không nhưng mà con đá nó ở đâu ở dưới ruộng à mép ruộng à rồi cày lên trên đi cày gầm mày về sửa mất mấy triệu liền ở mới đây à mới đấy vừa đào ruộng được một cái khi mà lúc nãy em ra ngoài thì thấy hòn đá mà trước giờ em không thấy đá, là tức là kể ra thì cũng nhiều chuyện rồi đúng không
đó là thiên thật. Thế thì còn chuyển mà chuyển trước cái đời của ta thì anh nó biết đâu thầy? Trước thì nó biết trước, nhưng mà sau thì thằng vì là thằng là hai thằng cày để làm ruộng. Nhưng mà anh cũng nghe là tức là này, trước cái thời thời ta thì người ta truyền tụng lại như thế nào thì người ta mới biết cái trừ đó chứ. Đây là cồn đi, là hồi xưa là hồi là thiêng lắm thì thường trời chúng là tràng đỏ ai đồng đến nơi ai thằng cày, nhưng mà cày là về bị liệt. Có cái người ta có cái vùng nó đồng tiến thâu, cái vùng đó là trâu bò nẹp sâu là sang hồ dân thanh minh hòa là sang hồ lấp liền, kiểu đính là sang hồ lấp. Ông nhà đi còn đi này, chúc sức khỏe anh này. Thì đứa con được nhiều năm sau ta đang gặp nhau này, anh là ở gần đấy. Anh biết gì về cái cồn Bà Nghè này? Bên Bình Hòa hả? Bên Bình Hòa. Ờ. Bên Tết Sông á. Ở bên Tết Sông nè, họ tặng đây là mình làm ái nhà ai làm đó. Nó đồng liền, đây là họ để đắp này. Đây, cuối cùng cũng chấp làm. Cày bừa quáng, mình quáng này. Thì kiểu mình trồng bùn trong đồ đến sau là họ thắng họ đắp lại. Là đồng liền đó. Bỏ một dịp là ông cày đắp xung quanh này cày làm ruộng. Là họ sáng là họ thắp hương đi cồn á. Xong là nói ai làm đây là bày ông khẩn là vô xin ông khẩn là nói là xin trả lại cái mặt bằng để cho tức bắt đầu họ vào tận nhà đó. Họ vào tận nhà ông khẩn, khi ông khẩn đang sống một khi nữ là ông là con cải đấy cả rồi là nói thật là bên nhà ông làm đây ông đi thu hoạch bán bên nhà con bên nó ủng cả làng. Tức là họ nói là bây giờ làm bên đi là bên kia ổn cả làng. Bên kia ổn cả làng thì bữa đấy mấy cái vùng đúng đẹp hỏng sang họ đắp lại. Những người là đi cày họ mừng nhất cày cày qua đường là bên kia có người sang đắp liền. Là linh thiêng phải. Linh thiêng. Mà nếu mà không linh thiêng thì người ta cũng ra vỡ hoang hết rồi đúng không? Được rồi. Nhưng mà cái côn đó là không ai dám khai thác. Mà cả cái côn rồng băng thẳng chứ. Khi đó là tất đất tất vàng. Tất đất tất vàng ấy. Có khi là những thiếu những người không có rồng. Đúng rồi. Thiếu những anh nghèo không có rồng. Như nói thật như anh chị đấy nè, đi bòn từng tỷ ngoài mép sông này là kể được một vài mối cùng cửa đi bòn vì là cuộc sống khi đó. Đó là đất linh thiêng. Cái này nó là không kiều chi nhưng mà linh thiêng cực kỳ. Nói thật đó ta không duy tâm không được cùng như thế thì đã đó xử xử thế này chỗ ba mình anh sẽ làm một đoạn nhỏ nhỏ bằng cái trống là cuộc cái bị cuộc cái bên theo thằng làm liền tại dư ông ai em đúng không ai bố là bất chấp để chứ ở đây là dư là họ không dám đồng gì mắc đúng rồi người nói hồ đinh hồ đinh đinh bạc mà nó người chịu sang đây hề không bên họ cuộc cuộc tặng ở dưới đó không chắc chắn là phải có một điều gì rồi có gì bị mật đó bị ẩn đó trước đấy cái mà hỏi nguồn gốc ta phải dám khẳng định thế này có một cái gì ta không biết hay ta gọi là một thế lực nào đó thì mới giữ được cái đất này còn nếu mà không linh thiêng mà không có ai giữ thì người ta đến người ta không hoa người đi làm người khác làm đúng như mày á mày lên tiếng hô nó sẽ bóng thành rồng luôn đúng rồi ta phế thì mình đi cân với mày á đúng rồi thế mày thì hô thế nhưng mà cái con này thì liên quan gì đến cái liên quan đến Bà Nghè đó người ta nói chưa đủ ông Nghè là đen tộc, có nghĩa là ông Nghè là cái ông quan lớn. Thế còn Bà Nghè tức là bà vợ ông quan đó. Là như vậy đó. Mà họ làm cái kiểu gì mà đến bây giờ linh thiêng ở đây mà có biết không? Cái này dưới chiều, cái này thôi cho người ta làm gì chứ. Nói trước đây mà đấy sọ đến cài là bên tay biết. Cái bên này mà cài là bên kia biết. Nhưng mà chưa dạ. Cộng chứng giảm bao nhiêu người rồi? Rồi bao nhiêu người rồi? Đơn cử nhất là thằng. Có lẽ hàng mấy chục lần là hồi kia đi vịt ăn đồng á, đồng là thầy họ đi hồi trước còn chưa có xe máy nào họ mới sông tôi vô đắp đắp đó rồi mới sông một còn người một quốc chơi một người một quốc cương cầm dưới tay đi rồi mới sông áo vạ bằng thế đó cương cầm dưới tay đi một quốc nữa vì khi này em đi vịt chè đồng á khi đó em chưa làm nó ấp mà đi đồng nó bắt đầu chạy quá em thả ăn đó khi chưa có xe máy là họ với sông ở tháng ông tháng tài khi tê nắm chưa thùng em chưa làm lớp nữa. Các bạn thân mến, có được manh mối liên quan, chúng tôi lại tìm về xã Hương Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nơi có ngôi đền cổ gần 400 năm là di tích lịch sử và nghệ thuật cấp quốc gia, nơi lưu giữ một số hiện vật có giá trị về mặt văn hóa. Đồng thời, có một số ngôi mộ cổ được táng bằng, trong đó một ngôi được cho là thiên táng, có nghĩa là ý trời. Liệu chúng ta có tìm ra lời giải thích hay không?
Mời các bạn theo dõi tiếp video phần sau nhé. Thân ái, chào các bạn.